thằng Việt Kiều kia về cua nhỏ gái miền Tây, mà nhỏ này còn zin. Bây giờ zin nè, miếng đất đi, đất nhiêu, 1.2 tỷ, mua miếng đất cho nhỏ đứng tên luôn, phập phọt mấy bá rồi đó, thằng này trở quẻ đòi được miếng đất luôn. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, Dreamer làm giàu, Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các em đến với chương trình làm giàu từ bất động sản. Thì hôm nay em đi vô cái câu chuyện của cuộc đời anh. Đó là tại sao các em thấy một cái BBT Building bên quận 7 nó hoành tráng, được xây dựng cả tiền đất lẫn tiền xây và tiền hoàn thiện hàng triệu đô la. Wow. Anh dùng chữ hàng triệu đô la ở đây là nhiều triệu, mà bao nhiêu triệu thì không nói được. Hiểu không? Bật mí vậy thôi. Thì cái vấn đề đặt ra là tụi em hỏi tại sao anh Duy Nguyễn không mua luôn cái quán dịch lộn kế bên. Tại sao anh Duy Nguyễn không mua luôn quán dịch lộn kế bên để cho cái tòa nhà anh trở nên đẹp hơn, vĩ đại hơn, hoành tráng hơn. Đó, thì hôm nay anh sẽ đi trả lời câu hỏi này. Yes. Trong đó có cái chủ quan và có cái khách quan. Cái chủ quan á là tụi em có thể hiểu rằng anh không có tiền. Cái đó cũng là chủ quan, tại vì bản thân anh thì anh nói anh không có tiền. Còn cái chủ quan thứ hai là anh không muốn mua. Vậy thì đi vô lý do đầu tiên là anh không có tiền và anh không muốn mua. Cái này nó tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2. Thì bây giờ anh đâm cái đó anh sẽ công bố cho em một cái gọi là cái diện tích dài và rộng á. Tòa nhà của anh là ngang 12, dài 35. Tụi em hỏi sao á, Sài Gòn mà anh Duy Nguyễn kiếm được miếng đất đẹp dữ trời, mặt tiền đó anh. Cái đó ủa chứ mặt hẻm mua chi trời. Yes. Tại vì cái đầu óc của anh là anh sinh ra Việt Nam mà cái đầu của anh nằm ở phương Tây á mấy em. Không có khái niệm hẻm. Không có khái niệm hẻm nha. Đó. Thì bây giờ đất làm ăn á thì phải mua đất mặt tiền, đó chuyện chắc chắn rồi, có tiền thì mua, có tiền nhịn. Cái đó là quan điểm của anh, đó là quan điểm triết lý của anh. Vậy thì á, một cái miếng đất chiều dài là 12. Rồi kiếm cái miếng hồng dịch lộn kế bên chắc được 4 mét. Trừ thêm cái hẻm nhỏ nữa. Trừ thêm cái hẻm nhỏ là của cái nhà dịch lộn đó, chứ không phải của nhà nước nha mấy em. Cái hẻm nhỏ xíu để cho cái xe chạy vô thôi. Thì đang nói cái chủ quan nha. Đang nói cái chủ quan. Thì bây giờ anh nói lý do anh không có tiền, đúng không? Anh không có tiền, tại sao nói câu đó? Tại vì có phải là cái diện tích cái miếng đất đó so với cái diện tích miếng đất của anh nó chiếm một phần, nếu mà anh mua luôn cái hẻm chiếm 1/3, đúng không? Yes. Miếng đất chiếm 1/3 không có nghĩa là số tiền chiếm 1/3, ok? Hiểu cái này không? Miếng đất chiếm 1/3 nhưng số tiền có thể nó chiếm 2/3 đó em. Tại sao nó vậy? Đời, đúng không? Đời mà mấy em, đâu phải là cứ cái rào cản nào như rào cản nào, đâu phải rào cản nào phải luồn bước trời biển động trời cao xong rồi bắt trớn nhảy phóc qua như ông thầy, đúng không? Vậy thì cái rào cản này á, trong cái lúc đó ai cần mua và ai cần bán, theo cái logic bình thường thôi em, thưa em sẽ suy nghĩ đâu, tao mua luôn miếng nhỏ kế bên. Cái đó là suy nghĩ của tụi em. Nhưng mà chủ miếng nhỏ suy nghĩ sao? Mày đang cần mua đúng không? Đang cần mua đúng không? Lên tiền đi. Lên tiền đi con trai. Cái đó là cái logic bình thường thôi. Bạn không trách được thằng chủ bên kia đục nước béo cò. Mà đặt cho bạn cũng làm vậy thôi, đúng không? Nhưng mà tôi không làm vậy. Chút xíu tôi sẽ nói lý do tại sao tôi không làm vậy. Thậm chí tôi bán rẻ nữa. Đó là lý do. Các bạn hiểu không? Ok. Rồi cái lý do chủ quan nữa. Bây giờ nếu mà tôi mua miếng đó, chiều ngang mặt tiền tôi thành 16. Yes. Đúng chưa? Chiều ngang mặt tiền tôi thành 16, tôi bố trí sao đây? Đúng không? Tôi bố trí sao đây? Tại vì khi mà các bạn xem cái building á, thì bạn phải tính cầu thang bỏ chỗ nào, toilet bỏ chỗ nào, cửa sổ bỏ chỗ nào, đúng không? Cái cầu thang á thì nó có chiều rộng chiều dài, chứ không phải cầu thang mà muốn thiết kế xong được. Nó cầu thang chừng nhỏ vậy, rồi mà nó ô nhỏ xíu vậy, rồi cái diện tích sàn nó rộng quá, nguyên bên đây thanh thang làm gì, đúng không? Đúng không? Mà trong luật xây dựng, đất càng rộng mật độ bỏ càng nhiều, chứ không phải là đất càng rộng xây được hết đất. Đó là vấn đề nữa. Vậy thì khi mà nó lên 16 rồi đó, là bao nhiêu cái bài toán bạn bố trí nó tầm bậy hết. Bởi vậy xây nhà đẹp nhất là 10 tới 12. Bởi vậy mua đất lựa chứ, thằng nào 16 tao có mua đâu. Thậm chí 20 cũng chả mua, đúng không? Chả mua.
Tại vì cái đó không phải là cái diện tích lý tưởng để anh Duy xây dựng. Và cái đó cũng không phải cái diện tích lý tưởng để cho anh Duy có thể xây làm phòng gym. Còn tụi nó mở thế giới di động gì đó kệ bà tụi nó. Đúng không? Nó mở thế giới di động con cái chòi lá chứ gì đâu. Ướp alu này nọ, dựng mấy tôn rồi xong đóng la phong tụi bay vô bay mua biết gì. Cái đó là cái khác. Cái đó thích hợp cho thế giới di động lẩu dê thì làm được. Còn anh Duy xây mà nâng cái diện tích 16 đâm ra nó dở. Đó, đó là dở. Đó là hai cái lý do anh không mua. Nếu mà anh mua, anh phải bỏ ra một lượng tiền lớn để anh mua. Đó. Và nếu mà mua thì được gì à, mất gì? Được cái rộng hơn thôi. Đúng không? Chứ được cái là cái nhà mình nó sẽ đẹp hơn thôi. Nhưng mà mình mất một lượng tiền lớn. Và mình phải bố trí lại xây dựng này cho các kiểu cho nó khó khăn nữa. Không phải đơn giản đâu. Đất càng rộng xây càng mắc. Đúng không? Đất càng rộng xây càng mắc, cái diện tích tôi cần đủ thôi, diện tích tôi đâu cần dư. Bây giờ anh Duy nhiều nhà rồi. Anh Duy đâu cần xây thêm phòng ngủ để bữa nào ngủ. Ngủ để làm cái gì, dẫn bồ vô ngủ hả? Camera nó quay đùng kìa. Nguyên Vinh chỗ nào cũng camera kìa. Dẫn bồ vô ngủ ngày mai có clip nóng luôn. Nghe. Đố em clip nóng nào tung. Tăng lắp camera tung với ai tung. Đúng không? Bây giờ cái vụ cuốn văn Mai Hương cũng cần phải điều tra xa rộng gì á. Một kim lắp hai kim bồ hết. Chỉ có tụi mày thôi chứ con chó không thể nào nó tung được. Đó. Đó là cái lý do của anh suy nghĩ lúc đầu quyết định không mua. Vậy thì anh bị thiệt hại cái gì? Thì đương nhiên lúc đó cái chỗ nhà mình lên hình nó có bên này bên kia này nọ giống quận 12 thôi. Quận 12 lên hình kế bên có chuồng heo chịu thôi chứ giờ sao giờ? Đúng không? Nhắc tới quận 12 anh mới nói sau này quận 12 của anh dần hoạt động, chủ đất kế bên kêu bán cho anh Duy mua luôn đi. Duy mua luôn đi, nói thôi không được rồi. Đúng người mà sai thời điểm là không chơi được. Yes. Đúng không? Đúng người mà sai thời điểm. Bây giờ có bán rẻ nửa giá cũng không mua. Anh nói thật, anh không phải là dân kinh doanh bất động sản. Nó đừng có bắt kêu anh mua miếng này anh bán miếng kia. Không, never. Đối quan điểm với anh làm giàu từ bất động sản là bình thường, không đẳng cấp. Đập chết anh cũng suy nghĩ đó. Đúng không? Bất động sản là cái để chúng ta hiểu về cuộc sống, để cái chúng ta hiểu về cuộc đời. Chứ còn anh Duy Nguyễn có ăn có học. Anh Duy Nguyễn thích làm bằng gì trí tuệ cơ. Thích làm gì tạo ra giá trị thật sự cho cuộc sống. Oh yeah. Đó. Nên cái quan điểm của anh vậy là cái miếng kế bên chắc chắn không mua rồi. Vậy mua để làm gì? Cái nhà tôi xây xong rồi tôi mua cái miếng kế bên tôi làm gì nữa? Hôm nay giờ đập cái vách qua xây hả? Đúng không? Bạn nói giờ kệ mẹ lỡ xây là gì, đập cái vách qua thông qua xây hai cái cho nó bự. Còn chừng nào tôi khai trương? Tôi xây cái nhà hết năm rồi tôi đập cái vách kia xây hết năm rồi chừng nào khai trương? Đúng không? Vì đó có cần hay không? Hết cần rồi. Lúc mà ngày xưa đó, lúc mà chọn thằng thầu mà gọi là mới đào hầm á, lúc đó bán thì rất là suy nghĩ. Đúng không các bạn? Lúc đó người ta bán cho mình á thì mình mới còn suy nghĩ. Chứ còn bây giờ xây xong rồi, mọi chuyện đã gạo nấu thành cơm thôi. Bây giờ có cưới hay không cưới cũng phải chịu trách nhiệm thôi. Nên cái chuyện trong bất động sản nó rất là nhạy cảm. Ở cái nhà liền kề, khi mà các bạn dính vô cái nhà liền kề bạn phải tính cho lẹ. Chứ bạn gặp hàng xóm nhà liền kề như tôi là cái như xong phim rồi đó. Nên nói ở một khía cạnh về kinh doanh thì chắc chắn cái quan dịch lộn nó sẽ thất bại về mặt tầm nhìn. Đó. Khẳng định với bạn luôn. Bây giờ diện tích chiều ngang 4m ở Sài Gòn chả làm được gì hết. Chả làm được gì. Hồi xưa thôi. Hồi mà thời mà có như nghèo á thì người ta chỉ nghĩ tới chuyện trước mắt. Thôi giờ nhà quy hoạch 4m cho nó vừa tiền anh em dễ mua. Đúng không? Hợp lý không? Còn bây giờ quy hoạch 4m ai mua ba? Không mua. Nhà ở 4m đang chơi nhỏ đó. 4m không làm ăn được cái gì cả. Bởi vậy bạn nào mua nhà 4m coi chừng. Cái đó mình chỉ warning thôi nha. Chuyện làm ăn của ta mình không nói. Đó. Thà cố xíu nữa mua nhà 6m. Yes. Tại trong xây dựng nhà 6m nó dễ xây hơn. Trong xây dựng nhà 6m nó được tuyệt vời hơn. Sau này có xe VinFast trong xây chạy vô nó dễ dàng hơn. Wow. Còn bây giờ nhà 4m bạn mua xe VinFast bạn để ở đâu? Đúng không? Nhà phố, nhà ống thì nhà nào cũng như nhà nấy thôi. À nhắc tới mới nhớ có mấy thằng đầu bò à mấy em. What? Nó vô nó chê gì em trời gì thiết kế nhà dở. Mày ngon mà vô mày thiết kế. Đâu có nhà mặt phố, nhà mặt phố thì nhà nào chảy trên nhà đấy. Mà nó chê nhà quận 7 thiết kế dở mấy em. Xong cái nó hỏi đưa hình nào. Nó chụp hình mấy cái biệt thự rẻ tiền mới đây á em. Nhà phải có sân vườn, có xích đu rồi có con chó đằng trước nữa. Mày có bị ngáo không con? Ủa anh tính anh nóng lắm mấy em ơi. Anh vô anh comment luôn. Ê cái nhà mày mới nghèo quá. Không có con khùng nào đi mua cái nhà mặt tiền mà làm kiểu như mày hết. Đúng không? Trừ khi nó nằm trong khu dân cư, khu quy hoạch mới, khu biệt thự gì đó thì buộc nó làm vậy thôi. Chứ giờ á mày mà chỉ cần bỏ tiền ra mày mua cái nhà mặt tiền ở đường số 7, số 6 nhanh mà làm cái đó tao chửi mày khùng.
mình làm cách đó chừng 20 năm thì là đúng. Đúng không? Em làm 20 năm đó là đúng, nhưng mà bây giờ em làm cái đó là bị khùng. Tại vì 20 năm cái tầm nhìn người ta chưa có tới. Người ta nhìn à, khu này chỉ là bây giờ túc tắc mở biệt thự ra sống thôi, giờ mình có xưởng ở Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Tháp gì không biết. Đúng không? Nhưng mà bây giờ ơ quá mơ rồi. Ngày xưa khu này nó yên tĩnh, nó vắng. Bây giờ nó thành khu mua bán luôn rồi. Ồn ào, ôi vậy mình ở biệt thự đó có đúng hay không? Nope. Tại vì cái đất ở đây không phải là quy hoạch dành cho biệt thự, mà nó quy hoạch dành cho nhà phố. Mà nhà phố thì được xây biệt thự, nhưng biệt thự không được xây nhà phố. Đất nhà phố luôn đất mắc hơn. Giá trị bất sản đất nhà phố mắc hơn đất biệt thự từ 25% tới 40%. Wow. Đúng không? Nên các em mua đất mà giá rẻ thôi khỏi bàn. Anh ăn ra đời, anh coi đất nhiều hơn anh coi quẹt thai nữa. Đúng không? Đất mà hình vuông là một nè, rẻ là hai nè, biệt thự chắc. Nó nói về nhà phố nó khác cái biệt thự. Có mấy thằng nó chả hiểu. Ờ mày vẽ lên giấy đẹp vậy mà xây cho tao coi coi. Không, mấy thằng mà gọi là trẻ trâu mà chưa trải sự đời vậy mấy em. Nó nói gì cũng được đó, dặn nó vài câu gãy lưng rồi. Đó, thôi qua lại vấn đề chính. Thì bây giờ cái ví dụ như anh không phải là anh nói cái hộp dịch lộn hàng xóm anh. Anh chỉ mượn cái câu chuyện đó để giải thích tại sao anh không mua. Và cái thứ hai anh nói về nhà liền kề. Bởi vì khi mà cái nhà liền kề nó nhạy cảm cực kỳ. Thời thế nó thay đổi nè. Khi nó mua đất thế còn mạnh hơn. Đúng không? Khi mà nó bán đất rồi á, ủa đó nó xây xong rồi đó, là cái thế bạn chết rồi đó. Lúc đó chắc chắn là chết. Bạn không tin tôi, bạn thử đi. Cái đấy làm tiền mình ra thử. Lúc đó bán nửa giá còn vẫn không bán được. Đó, thí dụ như cái miếng liền kề của bạn mà nó bự á thì không nói. Đúng không? Cái miếng nó bị bự thì kệ mẹ mày xây như xây à. Còn cái miếng ví dụ như người ta đang 12m mình 4m á, cái đó mình phải suy nghĩ chứ. Đúng không? Nhanh chân bán bà nó đi, bán cho thằng kế bên. Bán cho nó 80% giá thị trường luôn. Buộc bán, cái đó bạn rơi vô thế buộc bán. Tại vì bạn không bán á thì sau này bạn làm được cái gì? Nhưng mà nhiều khi thằng kế bên nó chưa coi video của anh Duy á, chém lên 101 đi, chút chỉ ra. Chém lên 101. Nhưng mà giờ mình chơi thế yếu trước, điêu nó liền đi, bán 90-80 bán liền đi. Nó xây xong rồi là không ai mua hết bạn ơi. Mua cũng chả để làm gì, tôi nói rồi, nhà 4m là cái gì thì bây giờ cái nhà 4m ở Sài Gòn này là thua rồi đó. Bạn mà đi vô mua nhà 4m là bạn cũng chả có tầm nhìn đâu. Thà ta mua cái nhà 6m mà nó ngắn hơn chút cũng được nữa. Cái nhà nó quan trọng mặt ngang chứ nhà nó quan trọng mặt dài. Bởi vì có mấy cái nhà ở đâu á, không biết đất của ai mà vẽ hình cái nhà thì gớm. Nó dài thù lùi như con đường vậy đó. Ủa ngang 4m dài 60. Má xây bằng niềm tin nè. Vậy đó mấy em. Đất đó mới sao bán luôn á. Cái đất đó chỉ có nước hy vọng đổi đời mốt nó cắt lộ ra. Nó cắt lộ đầu này khúc đầu kia khúc xong trẻ nhà ở giữa thành hai nhà. Hai nhà mặt tiền cái bên đây cái mặt tiền bên đây quả mai sống được thôi chứ. Đất gì đâu mà 4m 60m. Trời ơi. Đó, nên cái thế đất gì đó hơi khó. Nó hơi khó là nó sau này cái nhu cầu sử dụng trên đất nó rất là thấp. Và thứ hai là không ai dám mua cả. Nó mua nó cũng ép mày chết à. Tại vì kế bên có nhà tao đụng, bây giờ mày không bán thì tao đâu cần mua cho mày. Tao đi mua chỗ khác. Cái vậy mày làm gì đây? Định xây nhà mày ở hả? Chỗ tao làm ăn không mình ở cũng không được nữa bạn ơi. Nó thật sự luôn. Bây giờ làm ăn không ở không khó ở lắm, ồn ào này ở kia, đường bọng bụi bặm này nó cái kiểu phiền lắm. Nên chỉ mở cái shop nhỏ bán thôi. Nhưng mà shop nhỏ đâu cần, mà nó nhỏ quá. Mở chiều dài nó vậy nữa. Thì nó khó. Khó, người ta khó chọn lựa lắm. Tại vì người ta mua miếng đất nó về, ta cũng không làm được cái gì hết á. Chỉ có thằng kế bên thôi. Cái miếng đất đó nó chỉ có giá trị với thằng kế bên thôi. Bởi vì thằng kế bên 50-50. Gặp thằng mềm thì mình ăn hiếp mới được, gặp thằng cứng là nó ăn hiếp được rồi mình. Đó, như anh Duy là cứng rồi đó. Còn ví dụ thằng kế bên đó, nó tham. Nó muốn bự hơn xíu này nọ. Nâng giá lên dám nó mua đó chứ không có giỡn đâu. Đó thực tế cũng có thôi. Cái đó là quan trọng tùy góc nhìn của từng người. Rồi cái điều tiếp theo anh muốn nói đây là gì? Đó là cái sự quy hoạch. Cái sự quy hoạch đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh này thất bại. Thất bại nha. Nó sẽ tạo ra một viễn cảnh, một cái nhà kế bên á, nó hoành tráng, nó đẹp đẽ, nó kinh doanh, nó ngon lành. Xong cái nhà của mình nó nhỏ ọp ẹp đó. Ở không được mà kinh doanh cũng không xong. Nó tạo ra một cái bức tranh nó tương phản. Mà chỉ có Việt Nam thôi. Chỉ có Việt Nam thôi. Và những nước kém phát triển. Còn ví dụ như ở nước ngoài, ở những nước phát triển đó, ổ chuột thì vẫn có thôi chứ mà không có ổ chuột. Nhưng mà ổ chuột nó gom thành khu. Chứ còn cái ổ chuột của mình nằm tùm lum hết à. Đường nào cũng có ổ chuột hết á.
nên nó sẽ tạo ra cái sự khập khiễng, nó tạo ra những cái đó là phố không ra phố mà nhà không ra nhà. Đó, đó là một trong những vấn đề về quy hoạch. Anh sẽ thấy trời đất ơi, em đi máy bay tôi nhất xuống thấy thành phố Hồ Chí Minh chỗ nào cũng nhà không, nhìn thấy chán luôn em, chỗ nào cũng nhà không, không thấy một cái bóng cây nữa. Cái này tụi em thử đi, tụi em cứ ngồi trên máy bay mà đáp xuống đừng có ngủ, cứ nhìn thành phố của người ta, cây xanh đồ này nọ nó ngon lắm, nó có cây, có sông, có hồ, nó cân bằng được sinh thái. Còn thành phố Hồ Chí Minh mình bảo đảm nhìn xuống toàn nhà không, buổi tối nhìn xuống đỏ lòm luôn, mà nhà thì nó lởm chà lởm chởm, nó cao thấp tựa lưa hộc me luôn. Kế bên biệt thự có cái nhà xưởng, kế bên nhà xưởng có nhà phố, nó rất là lơm ca lơm cơm và nó rất là lọt tròn. Nó nên cái trong cái video này nó sẽ có hai vấn đề: tại sao anh Duy Nguyễn không có mua cái nhà kế bên, tại lúc đó là ví dụ như người ta liên hệ anh thì cái giá là sao thì anh nghĩ được thì có thể là ẩm luôn, còn người ta không liên hệ anh đó thì thôi, ta phải làm việc của anh chứ. Anh là thứ nhất, anh không phải là dân buôn bất động sản, đúng không? Buôn bất động sản thì mới cần đè thằng này đạp thằng kia, ép giá nó để cho nó bán rẻ cho mình, xong rồi để mình dụ thằng kia mình bán mắc cho nó để mình làm giàu cho bản thân. Không phải, anh Duy không phải là như vậy. Anh Duy á là mua đất xây phòng gym, mục đích của Duy chỉ có vậy thôi. Anh chỉ mua đất xây phòng gym thôi mà làm kỹ khô thì nó rất mệt lắm. Nên trong cái mùa dịch này nè, bất động sản nó chết như ngoé. Anh Duy có chết không? Nope. Chết xong rồi đây ba, chỉ có phun máu thôi. Nên lâu quá không làm clip bất động sản. Tại vì á, bất động sản dạo này nó có những cái thăng trầm của cuộc sống ấy. Cũng có những cha của những dự án lớn lên chém gió, những câu đỡ không nổi luôn á. Nên thôi thấy cũng tình hình cũng hơi căng căng, nên cũng hạn chế làm clip lại. Nhưng mà hôm nay qua câu chuyện của anh, đó, thì anh mới chia sẻ những vấn đề về cái bức tranh có những cái gam màu tối và sáng của cái nền kinh tế Việt Nam, cũng như là thị trường bất động sản, cũng như là cách xây dựng nhà cửa. Nên ở Sài Gòn này nó phải vậy, đúng không? Thì anh không mua cái quán không dịch lộn thì nhìn vô bức hình anh mới là hộ cận nghèo. Chứ còn anh mua rồi hết hộ cận nghèo rồi. Em nhìn cái hình đó, kế bên là những tòa nhà cao, có một cái tòa nhà thấp ở giữa. Nhưng mà chủ tòa nhà thấp không có nghèo đâu nha. Cái chủ tòa nhà thấp đó sở hữu miếng đất đó đâu, không nghèo đâu. Đất đó mật bí với em, giờ phải 130, 140 gì mét rồi đó. Cái thời anh mua là 120, giờ chắc lên chút đỉnh 130, 140 gì. Thì em cứ tính người ta cầm một lượng tiền bao nhiêu trong tay. Nhưng mà quan trọng ta có bán hay không bán, mà ta có bán được hay không được nữa, không? Giá trị nó là như vậy. Và ở Sài Gòn á, rất là nhiều cái vị trí nó giống như vậy, chứ không phải chỉ có một chỗ anh. Nó nhiều lắm em ơi, nó muôn hình dạng trạng luôn. Tại vì Sài Gòn quy hoạch tự do. Quy hoạch tự do là cái gì? Tức là chỗ nào cũng có cái nào hết á. Karaoke chỗ nào cũng có, đúng không? Massage chỗ nào cũng có, chứ nó không có tập trung khu, nó không có nhà cửa, nó không có rõ ràng đàng hoàng. Sau này thì những cái chỗ mới nó quy hoạch lại thì nhìn nó đẹp hơn. Nó giống như chỗ của mấy anh Đào nó ở, ủa lộn, mấy con gì mà nó khoe nó xài váy ngàn tỷ rồi trang sức trang phục gì mấy trăm triệu, mấy con đó là mấy con gì mấy em. Nó ở trong những khu biệt thự đó đó, thì đó là khu mới. Khu mới thì nó phân lô đất như miếng nào nó như nhau, và cho xây biệt thự không cho xây cái khác. Còn đất ở dân cư hiện hữu ở Việt Nam á, là ở Sài Gòn là những cái con đường nó đã có từ lâu rồi, nhà thì nó thồi ra, nó thụt vô đủ các kiểu hết. Nó cái lùng, cái cao, cái thấp, cái không thấp, cái xây trước, cái xây sau, điều chỉnh giấy phép, điều chỉnh quy hoạch tà le học me hết, thì nó mới đâm ra cái hiện trạng gọi là nhếch nhác. Nhà thì mẹ nhà tôi đẹp thôi, chứ giờ kêu nguyên khu phố tôi đẹp thua, đúng không em? Thua không làm được. Cái chuyện đó là chuyện rộng lớn nè, chỉ mình làm cái nhà mình đẹp thôi. Thì tóm lại, anh không mua cái quán dịch lộn là có nguyên nhân chủ quan và khách quan nha mấy em. Chủ quan là khách quan là người ta có bán hay không bán đó, người ta có kiếm anh hay không kiếm anh đó. Nó thì cái đó là khách quan, còn chủ quan là thứ nhất là có thể là anh không có tiền thì sao, hoặc là như anh phân tích là giờ muốn trả lại làm gì, đúng không? Nhưng mà ví dụ như cái vị trí nhà kế bên của anh 8m mà giờ nó 4m, nó quá đẹp, lúc đó thì anh sẽ suy nghĩ chứ, đúng không? Lúc đó thì sẽ đưa ra bài toán khác, anh sẽ deal với cả hai người luôn, thằng bán luôn. Bây giờ tao sẽ mua cái miếng 8m của mày với điều kiện bây giờ mày kiếm được 4m kia nó bán luôn, theo nguyên tắc thằng đó giá 6% của mày, chơi để chơi gì muốn gì nữa.
đúng không? Theo nguyên tắc thằng đó giá 60% của mày đúng giá thị trường rồi, bớt cãi. Được thì mua, không được thì phán. Anh làm ăn anh giải quyết ngay từ cái đoạn anh mua. Chứ không anh không có giải quyết từ cái đoạn thôi, tự giờ mua trước này xong rồi đó tìm mua này. Đâu có làm gì được ba. Đâu mà tự nhiên mua này đã đời nó có mấy thằng nó gài nó thôi anh cứ mua trước của em đi. Thằng này nó bán chắc rồi, tại sao này nó không bán cho ai hết. Chứ mày nói thôi mày là phải là nó. Đâu, giờ tao mua miếng 8 mét của mày xong rồi tao mua miếng 4 mét của nó không bán miếng 4 mét rồi tao ngoài tao ăn miếng 8 mét của mày cho chết hả mày. Đúng không? Trong đầu mình đinh nên là mình mua được 2 miếng ghép lại 12. Nhưng mà giờ thằng kia nó biết. Nó biết cái thế mà nó cần nè. Bây giờ ông đã có 8 mét rồi chắc chắn là ông phải cần tôi. Ông cần tôi bây giờ là không 60% nữa mà là 80% có mua hay không. Lúc đó nó dở đi, nó dở ông, dở thằng, dở bà, dở cô lên cho mà ngồi. Đúng không? Nên không làm được. Lúc đó đó, nếu mà mua được á thì theo nguyên tắc của anh đàm phán, biết vậy là anh biết chơi rồi mấy em. Bình thường đất vậy giờ, ví dụ như hai miếng kia 10 tỷ, tôi mua miếng ông 6 tỷ rồi nội gì nữa. Đó là đâu có ép anh nào đâu, phe công bằng rồi. Đúng không? Bây giờ cái thế ông cũng vậy thôi, tôi mua miếng này, mốt tôi không mua miếng nhỏ của ông cũng khỏi bán miếng nhỏ luôn. Chứ ông ngồi đó, ông cành cao cành thấp. Ông 6 mét thì tôi còn sợ ông, chứ 4 mét thì sau này khó bán lắm. Nhà 4 mét là hầu như lạc hậu rồi. Thời thế thế thời mà, mình làm bất động sản hay mình kinh doanh gì đó, mình phải có tầm nhìn ít nhất là 10 năm. Chứ không phải làm nhìn cái trước mắt. Em hiểu không? 4 mét không làm được gì đâu. Nên ông hiểu đi, giờ thông báo tôi đi, bán 6 tỷ. Tôi kê miếng kia là 2 miếng 10 tỷ, 2 ông 16 tỷ, làm hợp đồng 1 ngày, bán 1 ngày, công chứng 1 ngày luôn. Rồi ràng buộc hợp đồng 3 bên, một trong hai ông trở quẻ đền tiền cho tôi. Chơi là vậy đó, hợp đồng 3 bên luôn. Chứ không phải chơi hai cái hợp đồng nha. Nó chỉ hợp đồng làm cho nó rõ ràng. Ví dụ ông hợp đồng với thằng 10 tỷ xong hợp đồng với thằng 4 tỷ. Vậy thì cái thằng 10 tỷ nó bị gãy, thằng 4 tỷ nó không sao, hoặc ngược lại thì tôi chết ngắt. Đúng không? Không, là hợp đồng 3 bên. Gồm thứ nhất, bên A gồm ông này, bên B gồm ông này, bên C ông này. Bên C mua của ông A ông B. Trong trường hợp ông A ông B có trục trặc về tranh chấp đất, trả tiền cho tôi. Đó, mọi chuyện không thương lượng được gặp ở tòa án. Không phải vậy mới được mấy em. Đất cát mà ai biết được, tự nhiên mẹ đang bán giữa chừng xong một cái vợ bé vợ lớn gì đâu cả lộn. Nó nói em bán chia tiền tôi, giờ tôi không cho bán nữa. Thôi xong rồi tao ngồi giữa tao chết ngắt à. Cái cú đoàn làm trường cũng dính đó. Đó, nguy hiểm lắm. Bởi vậy mua đất cát nói rồi, gia đình ông có mấy người, hộ khẩu nhiều đưa ra đây. Coi coi, bây giờ mặc dù con cháu ông có quyền đúng không, mà cho tôi nhận mặt nó đây. Giờ ok, giờ anh mua đất của ba em. Em có đồng ý bán không? Em có đồng ý bán không? Rồi hai em đồng ý bán đúng không? Ít ra được có được cái cam kết miệng cái đã. Yes. Nó đỡ rủi ro hơn em. Đúng không? Xong rồi, nhưng mà ví dụ như giờ em nói là nó là con, nó có quyền đúng không? Cái đó là em nói thôi. Nó lôi em ra tòa kìa. Chỉ cần nó kiện thôi, cóc còn biết đúng hay sai gì cả. Giao dịch tạm ngưng. Mà trong khi á, ủa anh tiền hay anh trả rồi mà. Mà tự nhiên giao dịch tạm ngưng chơi về sau thân ba. Đúng không? Vậy thì em nói nó sẽ kiện theo kiểu nào, anh chỉ cách cho nó kiện luôn. Muốn biết không? Share like video đi, bữa sau chỉ cho cách phá mồi đại pháp vụ này nữa nè. Trời đất ơi, mua đất hai vợ chồng đứng tên ký xong rồi nó vẫn kiện như thường. Vậy mới ghê chứ. Rồi xong anh chỉ cho mấy chiêu Việt Kiều mà lừa mua đất luôn. Phá Việt Kiều mà nó lừa luôn hả? Tin không? Kể như sơ sơ thôi. Thằng Việt Kiều kia về cua nhỏ gái miền Tây. Mà nhỏ gái miền Tây cũng khôn rồi, cũng thuộc dạng bào đâu phải dạng dừa. Mà nhỏ này còn zin. Nói thẳng luôn. Nói đời em á, giờ em gãi cho người đáng giá. Bây giờ zin nè, miếng đất đi. Đất nhiêu 1.2 tỷ. Thằng kia chơi luôn mày. Ghê chưa? Mua miếng đất cho nhỏ đứng tên luôn. Đúng không? Nhưng mà sau khi đó, gọi là phập phọt bấy bá rồi đó, thằng này trở quẻ đòi được miếng đất luôn. Ghê chưa? Ghê không? Đòi được miếng đất luôn. Muốn biết câu chuyện đó đòi bằng cách nào không? Share like đi, bữa sau chia sẻ nha, bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.